Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình quay cái clip này để giới thiệu với mọi người là một miếng đất là gồm ba mặt tiền đường, đường đi vào thì quanh luôn. Là miếng đất đấy là ba mặt tiền đường mà đường chỉ có đường đất thôi. Nhưng mà ngoài này là đường nhựa này, có điện này. Đi vào đường nhựa đi vào là 70 m là đi vào rẫy của mình đây. Đấy, đâm rẫy của mình đây là diện tích của nó là 2,5 ha, mà cách trung tâm xã đường nhựa vào đi vô cách trung tâm xã là có một cây số là vào đến đâm rẫy này rồi. Đấy, đâm rẫy này đang cày đây, nhưng mà rào hết rồi đó, đường đi vào rẫy rào hết rồi, diện tích đất của nó là 2,5 ha. À, 2,5 ha. Đất 1 hecta là 160. Bao sổ đỏ. Này có tí đá này. Đá bây giờ cũng gom hết rồi. Đấy, gom thành đống hết rồi. Dừa như ấy là có trồng điều hết rồi. Nhưng mà cái điều thì nó mới trồng đợt vừa rồi. Đất đen, có chỗ cũng pha đỏ đỏ, có tí đá nhá, nhưng mà gom hết rồi đấy. Diện tích là 2,5 ha. 160 triệu. Đây, bên có chuối. Đây, tình trạng đất bây giờ là mới có trích lục thôi nha. Giờ muốn làm bìa sang tên mình là phải đi làm mới có bìa. Đấy, thật lâu lâu có đống đá này gom lại đây. Quá đẹp rồi, chuối đất cày hết rồi. Đất bằng phẳng luôn, ai có nhu cầu thì cứ liên hệ mình. Đăng ký cho kênh YouTube của mình nhé, kết bạn Zalo số điện thoại 0976 660424. Đấy, đất này quá ok. Đất này thì thôi khỏi mình nói, quá tốt. Rồi, vậy nhá. Chào bà con.